Lần đầu mình xóa xăm, mình không có quay video, mình chỉ có chụp hình. Lần mới nhất mình xóa là lần thứ hai. Mình có quay lại cho mọi người coi nè. Những lưu ý sau khi xóa xăm của mình nè, mọi người nên tham khảo để cái vết xăm không bị lòi nè, không bị thâm nhé. Không biết sao đợt này ngày thứ hai mà nó sưng đáng sợ.